Chào mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì là mình đang có mặt là tại cái chương trình lễ hội hoa đào năm 2020 ấy. Đây là lễ hội này là năm nay là năm thứ 3 nhá. Thì đây là đang là trong thời gian là chuẩn bị đấy. Đây là mình sẽ quay cái khâu chuẩn bị như thế nào nhá. Đấy. Đây là các bác là đang đào, gọi là hố để trồng đào ấy. Đây nha các bác, là bắt đầu chuẩn bị hạ đào xuống nhá. Một cây đào cổ thụ rất to mà rất đẹp nhá. Đây là các bác đang chuẩn bị là cẩu cây đi nhá, để lấy đi trồng ấy. Hãy subscribe cho kênh
Chuẩn bị. Xuống đây. Đấy. Tốt này, sang đây. Rồi. Ở đây.
về lại từ ngoài đi ra ấy.